Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vẽ nặn hình các con vật hình quả nha các bạn. Rồi. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nặn quả na bằng quả me bằng đất sét nha các bạn. Đối với quả me mình sử dụng màu nâu này này. Đây là hộp đất sét của mình. Đây các bạn. Mình sẽ nặn ra một chấm me các bạn nhé. Ở với chỗ me mọi người muốn nhanh thì mọi người lăn đều như thế này, sau đó nó chúc từng cái. Đấy. Nặn như vậy này. Xoắn đi các bạn, bạn xoắn nhá. À, tiếp này. Các bạn này. Đấy, bây giờ mình sẽ làm cái cuống các bạn. Mình nặn thêm một kiệt lá nha các bạn. Một cái lá đấy. Rồi mình đã hoàn thành xong một cái đế me rồi các bạn này. Đây. Các bạn có thể làm giống như mình nhé. Đây là một cái đế me nha các bạn, bằng hình đất sét. Mọi người có thể nặn kiểu như thế này, bởi vì quả me thì nó có cái gân gân như thế này này. Đấy. Cho nó có cái gân đi. Đấy. Còn mình sử dụng móng tay luôn. Đấy các bạn.